Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì hôm nay tôi sẽ show cho anh em xem một số arc rất là ok. Thì đến với cái arc đầu tiên này, arc này của thằng em trong clan tôi thôi. Arc level 100 nha anh em nhé, đặc quyền VIP 5. Thì đây cũng nạp 1 triệu luôn, lên VIP 6 thì arc này cũng nạp gần 4 triệu rồi. Thì arc của em cũng rất là tâm huyết nha anh em nhé. Level 100, KD 1.69, hạ gục 42.000 kill. Nhưng mà tại vì em ấy chuyển sang chơi game khác ấy, nên bán cho anh em nào tâm huyết. Đây, cũng cuối mùa rồi mà vẫn danh vàng 1 này, anh em hiểu rồi đây. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh kho đồ thôi. Thì kho đồ thì Ark đã phun một vòng AK Transformer 1451 bit, Barret Aurora, MSG 90 Gold, A12 Hellfire ở vòng 14 trang, DE Thunder, dìu VIP. Ngon nhất thì có cây cận chiến Kuri VIP Inferno, USB 3 tước, M240B Tesla, A12 Booster, Cung Fury Bow, Lục Đầu Bò Băng, IS Phoenix Gold, Xét Cung Công, rồi D Băng này. Có thêm cả Cung Bow Zonda nữa cũng rất là ok nha anh em nhé. Rồi súng tím thì rất nhiều, tại vì A cũng nập từ thời đầu mà anh em. AK-47 Trao này, AK-47 Giải Đấu Hàn, 9A-91 X-Max, AWM Gold, Team B Lula, Ruby Chicken. Đấy, súng tím thì rất nhiều luôn. AK-47 X-Max, Awesome 3 cây luôn. DIE cũng khá là nhiều anh em ạ. Jacking Bull, nắm đấm vàng, búa sắt. Đây, toàn những súng mở riêng Talos. Liệu đạn Clan thì có 3 quả. Rồi, nhân vật thì có AOE và Jose. Và ngon nhất thì có con Ghost nha anh em nhé. Con đi săn được con Ghost cũng khá là mất công ấy. Mất nhiều thẻ nữa. Đá thức tỉnh của Thompson thì có 18. Đấy, nhẫn thì cũng 3 dòng 5 sao, ngắm kẻ địch hiện HP rất là ok luôn. Dây chuyền này. Và Ark đã mua sẵn cái thẻ đổi tên cho anh em nào mua về chỉ việc đổi tên thôi, là chơi thôi cũng rất là ok. Thiên phú thì rất là đẹp luôn nha anh em nhé. Đã mắc BBB, đấy, thiên phú này thì đã rất là đẹp rồi. Mắc gần hết rồi. Còn thì một vài cái không cần thiết lắm thì không mắc thôi, còn đây đều đã mắc hết rồi. Anh Tiệu thì đã level 5 rồi và gần chuẩn bị mắc lên rồi. Rồi tôi sẽ vào sâu vòng quà cho anh em xem nha. Thì đây vòng bon bit thì còn có 2, 4, 6 ô nữa là full. Vòng Akachan thì full rồi. Và vòng M4 thì còn 2 ô nữa là ra M4 là 1 Transformer thôi. Anh em nào mua về đầu tư cũng rất là ok. Rồi tôi sẽ sâu lại cho anh em xem kho đồ nhé. Akachan này, M4 bit này, Bát Z này, A12 Hellfire, DE Thunder, một cây dìu VIP và một cây Kuri VIP Inferno. Cung thì có cung Fury Bow, Lục Đồ Bò Băng này và cung Bow Zonda nữa. Nhân vật thì có con Ghost nha anh em nhé. Đấy, vật phẩm thì có nhẫn 3 dòng 5 sao, ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi, nói chung là Ark này cũng rất là tâm huyết đấy nha anh em nào mua về để chơi thì cũng rất là ok, không phải làm gì thêm. Đấy, KD cũng khá là cao, hạ gục hơn 40.000 kill. Rồi tôi sẽ đến với Ark tiếp theo. Đến với Ark tiếp theo nha anh em nhé. Thì Ark này thì VIP 3, level 70 và KD 1.3, hạ gục cũng hơn 7.000 kill, cũng rất là ok. Thì Ark này thì hơn 100k thẻ Viettel nhé. À, tôi quên mất ông nói luôn là cái Ark đầu clip hôm nay nhé. Hôm nay Ark nào cũng lấy thẻ Viettel hết, nếu anh em nào thích mua thẻ. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Ark này thì hơn 100k Viettel. Đấy, kho đồ thì có M451 bit này, M451 Thiên Sứ, DE Thunder, Xếp Tổ Ong, M451 Fantasy, AK-47SS. Nhưng mà một số súng nhân vật thì cũng có con rốt rồi. Đấy, và còn một số điểm thiên phú chưa dùng thôi. Đấy, thiên phú thì cũng tương đối nha anh em nhé. Rồi tôi sẽ sâu nhanh thôi vòng quà đây. Vòng con bit thì mới quay được có 2 ô, vòng Akachan thì quay được 5 ô, và vòng M4 thì quay được 2 ô. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Và đến với cái ạc số 3 nha anh em nhé. Thì ạc này thì cũng vừa mới lập thôi, mới bán danh được có mấy trận. Thì của thằng cu em nó cứ bảo bán cho, thế nhưng tôi ngại quá không muốn đăng bán đâu anh em ạ. Thì ạc dính trắng nha anh em nhé, anh em mua về để đỡ phải lập thôi. Giá thì chỉ có 20k thôi. Đấy, có mấy cái súng nạp sự kiện này, mấy cái set 9A91 file,
có khẩu AK-47 VIP, trả góp được 2 kỳ, nhân vật thì con AOE thôi. Cái vật phẩm thì cũng chả có gì, được cái dinh trắng, bán được 20k nhé anh em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi nha. Hôm nay thì tôi cũng không nhập ạc, có 2 cái ạc thì đang bán nốt thôi. Rồi, tạm biệt anh em.